đây. Ngày nào cũng như ngày nào. Sáng đi học, chiều đi bê cà phê, tối thì đi rửa bát. Một vòng luẩn quẩn, chôn vùi thanh xuân. Ô, thế mày quên không kể, đêm đêm đi sập sình với mấy thằng bạn mất dạy của mày à? Này, chị á, em cạch mặt chúng nó lâu rồi. Em không phải là Vân của ngày xưa nữa đâu. Ước gì hôm nay mưa to thật to nhờ, để em đỡ phải đi học với cả đỡ phải đi làm. Mưa rồi đấy, mày ra mà xem đi. Thật á chị? Ui. Này chị ơi, ai chơi kiểu này đấy? Chị lừa lọc trẻ con nó cười chứ không thấy ngại à? Không, tao chả ngại. Chị nhanh lên, mày muộn học bây giờ. Kệ mày, mày muộn chứ tao muộn đâu. Chị à. Gì đấy? À, hai cái gậy của xóm trọ đấy à? Anh cái nào đấy? Sao anh lại bảo em là cái gậy? Thế hai đứa mày chả chuyên thọc gậy bánh xe còn gì nữa? Thôi cái anh này, em chọc cho vui thôi chứ em có hại ai bao giờ đâu mà. Mà anh làm cái gì đấy? À, anh đang luyện bí kíp cầu nắng. Ồ, thế là anh biết hô mưa gọi nắng à? Mưa thì anh gọi ngon, nhưng mà nắng anh đang thử nghiệm, chưa thấy được. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Quá được. Chị Vi An ơi, chị có muốn nghỉ học với cả nghỉ làm không? Đương nhiên là tao muốn rồi. Nhưng mà nghỉ làm không có lý do là bị trừ lương đấy. Mày đừng có dại, mấy hôm nay ông chủ đang khó ở. Đừng lo, em đã có cách. Tao đồng ý. Chị Chiến à. Anh Chiến ơi, anh biết hô mưa gọi nắng thật ạ? Thật. Thế thì em đố anh, làm cho mưa to gió lớn, ngập đường ngập xá một tuần đấy. Mày điên à? Mưa to gió lớn như thế thì khổ bỏ sư, ngu gì tao gọi. Sợ, em tưởng anh thế nào? Hóa ra là bốc phét, người chân mắt thịt thì hô mưa gọi nắng thế nào được. Thôi chị Vi An ơi, mình đi về đi. Anh Chiến toàn chế linh đan dở với cả bốc phét thôi. Chẳng có gì đặc sắc, đi đi đi. Vậy, chúng mày không tin anh chứ gì? Đã thế nhá, đợi tí, anh làm cho chúng mày sáng cái mắt ra. Hây, toạc sao lõm, lủng. Tung 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 tung. Lên giường làm một giấc cho nó sướng. Mưa này mà ngủ à, thì cũng mà chấm hết. Rồi. Alo. Lô la cái gì? Mày có định đi làm không? Hay là để tao tuyển người khác? Này anh ơi, mưa đường ngập lắm em không đi được đâu. Mày đừng có mà lý do lý chấu nhá. 5 phút nữa mà không có mặt ở quán á, chết với tao. Không chửi thì sợ người ta không biết là chủ quán à. Mưa này ai đi uống cà phê. Rồn rồn cả lên. Này đi. Khó chịu. Này chị cười cái gì đấy? Tao thấy mày chạy như vịt thì tao cười. Cười người hôm trước ra người cười lại đấy nhá. Vào đi em, vào đi em. Đi 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 đi. Úi dồi ôi. Ây, à chết quên. Nhưng mà em có ướt không? Trời cứ mưa suốt rồi ấy. Em không ướt. Thế nhưng mà sao anh không đưa em về luôn? Đưa ra xóm trọ làm gì? Thì tại anh muốn chúng mình được trải nghiệm cảm giác lãng mạn khi đi dưới mưa mà. Hồi này có biết lãng mạn rồi đấy. Ai thì chẳng phải khác. À, mà Nhung ơi, sang bên này nhá,
anh chuẩn bị cho em một bất ngờ cực kỳ to luôn đấy. Bất ngờ á? Ừ. Tao đó, đi theo anh chuẩn bị hết rồi, đi. Em này, tất cả mọi thứ ở trong này đều là do anh sưu tập và đều là công sức của anh đã sắp xếp mọi thứ. Cho nên là em vào xem đi. Ngó thử tí. Sao đấy? Em bất ngờ quá không nói nên lời đúng không? Anh biết là anh đẳng cấp mà. Tất cả mọi thứ trong đấy nhá, đều là do tự tay sắp xếp hết đấy. Từng cái một luôn. Đồ chơi chết. Tôi cứ tưởng anh đã thay đổi rồi, còn đang vui mừng. Ai ngờ. Nhung ơi, Nhung. Mình có làm cái gì đâu nhỉ? Vô lý thật đấy. Ui dồi ôi. Ôi dồi ôi, cái đứa nào nó lại treo đầy cái su chiêng cái xích đu của mình thế này. Thế Nhung ơi, thế Nhung. Cái này của em. Cái này của em. À, thì còn cái cuối này của đứa nào cầm nốt đi. Thế định để tao cầm về làm kỷ niệm hay thế nào? Không phải của em. Cũng không phải của em nốt ạ. À, thế cuối cùng là của đứa nào? Quỷ sứ, của đây chứ của ai. Ui giời. Này, ta hỏi hai đứa chúng mày nhá. Thế cái xóm trọ này hết chỗ phơi à, mà chúng mày phơi mấy cái đồ linh tinh này ở cái nơi mà cái lãng mạn của người ta đấy à? Cái chỗ không gian riêng của tao mà chúng mày dám phơi mấy cái đồ lên đấy à? Anh làm sao ấy, trời mưa dầm dề suốt, có chỗ nào phơi được bọn em phơi hết rồi. Còn mỗi chỗ đấy thoáng nhất bọn em mới phơi chứ. Không phơi để bọn em cởi trần à? Thế nhưng mà Nhung hiểu lầm tao rồi cái kìa. Giỏi ơi, Nhung lại cứ tưởng tao là cái thằng biến thái. Thế nó mới khổ như. Tao không biết đâu. Chúng mày làm thế nào thì làm nhá. Làm thế nào cho Nhung hết tại tao thì làm. Cái gì? Chị Nhung hiểu lầm anh là biến thái á? Chị Nhung hiểu đúng mà anh. Ờ, mày. Chúng mày. Đọc nội quy. Xóm trọ như thể là nhà. Bạn bè xóm trọ như là người thân. Nếu phơi quần áo mỗi lần phải phơi đúng chỗ ở gần mình thôi. Đấy. Thế chúng mày ở tầng 3, kia là tầng 5. Thế tại sao chúng mày dám lên trên đấy phơi hả? Con gái kiểu gì mà sống bừa bãi, bừa bộn, vô tích sự, vô kỷ luật, vô tổ chức. À, chúng mày cái kiểu gì nữa nhỉ? À đúng rồi, vô dạ. Đâu rồi? Được rồi, chúng mày cứ đợi đấy. Đù bà cà chi. Con kia, mày lại thả quần áo mặc rồi vào đấy à? Ơ cái chị này, không thả vào đây thì thả vào đâu? Trời mưa cả tuần nay rồi, em mà giặt xong nó không khô để quần áo em thối lên à? Mày không phải giả vờ, lười giặt lại còn bày đặt đổ tại mưa. Này nhá, mày thả vào đấy, tí nó thối lên mày tự đi mà xử lý. Ơ cái chị này, thối là thối thế nào? Tí nữa em xịt nước hoa vào đây nhá, thơm nước mũi. Ờ nhờ, hảo cách. Ý, mày được đấy. Này, cho tao góp cổ phần bớt. Mà này, mày mua nước hoa từ bao giờ ấy? Cái mùi này ngửi sang hơn mùi trước nhiều đấy. Em làm gì có tiền mua nước hoa, em thó được của anh Hoàng đấy. Xịt đi, xịt đi. Xịt đi chứ. Anh chả thương em, anh chẳng yêu em gì cả. Anh hết thương em rồi đúng không? Thế vẫn ngồi đực ra đây à? Không đi chợ đi mà nấu cơm đi chứ, 6 giờ rồi đấy. Này, chính mày là người xin ăn chung nấu nướng cùng tao nhá, chứ không phải do tao ép mày mà mày bày cái mặt này ra với tao. Thôi chị đi đi, em mà ra ngoài dính mưa là em ốm đấy. Em xinh đẹp như thế này, ốm thì phí lắm. Mày ốm thì tao cũng ốm chắc, làm như mỗi mình mày là người ấy. Nhưng mà chị như đàn ông á, chị dính mưa một tí không sao đâu. Sức đề kháng của chị tốt hơn của em mà. À con này, mày bảo ai giống đàn ông hả? Mày có đi chợ không thì bảo. Lâu rồi mày không tắm nhá,
đi về mưa ướt tắm cả thể đi. Tao vừa mới tắm xong, đi về ướt lại phải tắm à? Chị An ơi, em bảo mưa lắm, hay là hai chị em mình nhịn đi, nhịn một bữa không chết được đâu. Nhịn một bữa có khi chị em mình có đà giảm cân đấy. Bụng em đang hơi béo đây này. Trời mưa ẩm ướt, mọi người nhớ cẩn thận các thiết bị điện, không hở điện là giật nhe răng đấy nhá. Hai cái đứa này nhớ anh nhá. Mùi quen thế nhở? Thủ phạm là đây. Chả trách, lọ nước hoa tao vừa mới được tặng tuần trước xịt được đúng 3 lần, hôm nay thấy thì hết nửa lọ. Chúng mày. Úi giời ơi, hôi dinh hôi rú ra. Thì ra chúng mày lười không giặt quần áo nên là lấy nước hoa của tao xịt vào để át mùi hôi cái gì. Tao chưa thấy cái đứa con gái nào mà như chúng mày đâu nhá. Úi, cái trường hợp này á, tao chịu đấy. Chị à, có mấy giọt nước hoa mà cứ chu chéo hết cả lên. Này, không những tao chu chéo mà tao còn phạt cho mỗi đứa 3 lít đấy nhá. Trong cái xóm trọ này á, không có cái thành phần tắt mắt tay máy ăn cắp vặt như thế đâu. Cái lọ nước hoa của tao, tao còn tiếc tao không dám dùng. Thế mà chúng mày làm vắt hết nửa lọ. Lột tao vắt đi. Đây là con mèo của con Vân mất dạy. Có ngày tao nấu rau má cả mèo cả chủ. Này, chị đừng có mà quá đáng nhá. Con mèo của em làm gì đến tôi mà chị dám dọa nấu rau má nó. Chị đúng là cái đồ vô lương tâm, đồ không có tâm. À, cứ cho là tao vô lương tâm đi. Thế mày vào phòng tao làm gì đấy? À, em tìm con mèo. Thế mày tìm thấy chưa? Em chưa. Chưa thấy thì để lại gói mì tôm của tao vào chỗ cũ. Đêm hôm sang phòng tao lấy mì tôm làm gì? Đứa nào bảo là đói một tí thì không chết được, đứa nào bảo là đói một tí thì có cơ hội giảm eo. Đứa nào ngu mới nói như thế chị ạ. Chị em là em đói lắm rồi. Cho em mấy gói mì tôm hay trả nhá. Con kia. Thế này chắc chắn là nhanh khô hơn rồi đấy. Mà rõ khổ, mưa gì mà mưa mãi. Cho em ít gió cho quần áo em khô nữa. Mày muốn gió, tự vào mà vác quạt ra. Chị ki bo thế, có mỗi tí gió thôi cũng không trò. Đấy không phải là ki bo, mà đấy là giúp mày có tính tự lập, không dựa dẫm vào người khác. Đến đây. À, em ơi, đây, chính hai con quỷ này, chúng nó phơi 3 cái đồ lăng nhăng ở chỗ chiêu của anh đấy. Ô, đồ gì? Làm gì có đồ nào? Đồ nào thế hả anh Hoàng? À, nhìn cái mặt chúng mày ấy là tao biết thừa rồi nhá. Đấy, nói thật đi, anh cho chúng mày 1 lít. Em, đúng đấy chị Nhung ạ. Đồ của bọn em đấy. Mưa quá, bọn em có chỗ phơi đâu, nên mới phải phơi vào trong đấy. Mà chị Nhung ơi, em không nghĩ là chị giận anh Hoàng đâu chị Nhung ạ. Em bảo chị đừng có giận anh Hoàng nữa nhá. Anh Hoàng đứng đắn, tốt bụng, chứ không phải là con người biến thái, đầu óc đen tối chỉ thích nhìn người con nhà người ta đâu chị ạ. Em nghe chúng nó nói chưa? Thế đã tin anh chưa? Thôi được rồi, em xin lỗi vì chưa hiểu rõ mà đã giận anh. Ừ. Này, thôi em lên trước đi xong anh lên sau nhá. Lên đi. Ừ, lên đi. Ôi giời ơi. Lên đi. Anh Hoàng, cho em xin 1 lít luôn vào ngay cho nó nóng. Luôn á? Vâng, không để lâu được anh ạ, để lâu cứ trâu hóa bùn. Luôn thì luôn, anh sòng phẳng mà. Đây, nửa lít nè, nửa lít nữa là 1 lít nhá. Đấy, tức là hết đó, anh đi ra. Này anh Hoàng, ai chơi thế? Anh Hoàng giàu mà rõ keo á.
Đẹp thật đấy, em không nghĩ là anh chéo tay thế đâu, sẽ được cả một khu vườn như thế này. Anh á, anh còn khéo nhiều cái nữa cơ, chẳng qua là em không muốn xem thôi. Này, anh lại bắt đầu vô vẩn đấy nhá. Tôi chết, anh xin lỗi, tại anh cứ quên mồm ấy. À mà Nhung này, anh biết là em thích ăn bánh, thế cho nên là anh học làm bánh đấy, em ăn thử nhá. Thế nên em thèm... Úi, anh làm đấy ạ? Ừ, chả anh làm thì ai. Nào, anh mở ra cho em nhá. Bánh anh tự làm ấy cho nên nó hơi xấu. Thế nhưng mà là tình cảm của anh đấy. Không sao, dạo này là em thấy anh hơi bị tiến bộ đấy nhá. Anh tiến bộ mà. Này, em ăn thử đi. Thôi để em nhận. Ôi trời ơi, Nhung ơi, sao sao ngất em? Ôi sao cùi xuống ngay lên ngất luôn. Chân bị... Ôi trời ơi, Nhung ơi, tại trời mưa lâu nên giày anh nó ẩm, cho nên chân anh nó thối chảy vụ thôi chứ không phải thối kinh niên đâu. Dậy đi em ơi, ngất thế này, dậy đi em, Nhung. Ôi, chị ơi, lại chuẩn bị mưa rồi. Mà linh đan của anh Chiến đều thật đấy, bảo mưa 7 ngày thôi mà bây giờ mưa tận 10 ngày rồi. Ý của mày chứ ý của ai? Ao với chả ước. Nào là mưa không phải đi làm, mưa không phải đi học, bây giờ đội mưa đi làm, đội mưa đi học, thêm combo quần áo thì không khô, thời tiết ẩm mốc ghẻ lở khắp người. Mày nhìn tao xem, trông có giống con hổi không? Con mà chị bẩn thì có á, đứng mà đổ lỗi tại thời tiết. À, tiên sư con này, mày không thích anh Chiến làm mưa thì nó mưa chắc. Chị cũng đồng tình với em còn gì? Tại chị ấy, tại mày ấy, tại chị ấy, tất cả là tại mày, tại chị ấy, tại mày ấy. Chị ơi, em ngửi thấy mùi chuột chết ở đâu đây ấy? Gần lắm. Thì ra nhờ chúng mày mà mưa rơi không ngớt, chính vì thế chân tao nó mới được thối như thế này đấy. Thế bình thường chân anh cũng có khác gì mùi cốc chết đâu mà đổ cho bọn em. Tao không cần quan tâm là chân tao mùi như thế nào nhá. Tao chỉ cần biết ấy, chúng mày là nguyên nhân chính khiến trời mưa không ngớt. Cho nên bây giờ chúng mày làm thế nào thì làm, cho trời không mưa nữa nhá. Nếu mà không làm được ấy, ngày mai dọn đồ ra khỏi xóm trọ, nghe chưa? Anh á. Anh Chiến ơi, cái gậy sắt này làm hết mưa được á? Ừ, hết mưa luôn. Anh đảm bảo, anh vừa mới nghiên cứu xong ấy. Anh chắc chưa? Cái con này, mày không tin nó không tin giả đây. Ê, em dùng. Trời. Cứ thoải mái đấy nhá. Anh Chiến dặn, đứng đúng ở ô gạch số 49, giao với ô 53. Sau đó, giơ cái gậy sắt này lên trời. Đọc cái gì ấy nhở? I like a moving, moving. I like a moving, moving. Tiên sư bố con Vân nhá, tao cấm mày từ nay về sau không được ao ước cái gì đâu nhá. Cho tiền em, em cũng không dán nữa đâu. Nhúng, em phải nghe anh chứ, anh thối chân có thời vụ thôi. Chứ trời nắng lên một cái nhá, chân anh thâm lừng luôn. Đây, tiên gửi vào xem. Thế là tin rồi đấy nhá.